Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 là thời điểm bắt đầu bước vào mùa cưới. Đối với các đôi bạn trẻ, ngoài việc háo hức bước vào một cuộc sống gia đình mới, thì việc làm thế nào để trở thành một cô dâu xinh đẹp và quyến rũ trong ngày cưới lại là điều quan trọng với các bạn gái. Phong cách trang điểm và làm tóc cô dâu 2013 thiên về kiểu tóc bới, sang trọng và quý phái, thì xu hướng 2014 lại thiên về sự thanh lịch, tự nhiên, nhẹ nhàng và nữ tính. Chuyên mục phong cách tạp chí văn hóa cuối tuần kỳ này, quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về phong cách trang điểm và làm tóc năm nay nhé! Không cầu kỳ, phức tạp, phong cách thời trang đơn giản ngày càng trở thành xu hướng và ảnh hưởng tới cả thời trang cho cô dâu. Cách trang điểm và kiểu tóc dành cho cô dâu đơn giản, tự nhiên là xu hướng cho mùa cưới 2014. Trang điểm cô dâu theo tông màu nude được nhiều cô dâu yêu thích và lựa chọn bởi vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng, trong sáng mà nó mang lại. Cách trang điểm này tuy nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên được những đường nét nổi bật trên gương mặt. Nếu bạn là một cô dâu có làn da trắng, một cái miệng xinh và đôi mắt long lanh, thì tận dụng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình với kiểu trang điểm đơn giản là lựa chọn hợp lý. Điểm đặc trưng của trang điểm cô dâu tông màu nude là làm sao cho cô dâu có được một làn da trông thật mịn màng và tự nhiên nhất. Hôm nay đến đây thì em muốn trang điểm theo phong cách rất là nhẹ nhàng và vẫn toát lên nên đẹp sang trọng, và muốn có những cái điểm nhấn riêng trong cái trên khuôn mặt của em. Với những cô dâu có gương mặt góc cạnh thì trang điểm theo phong cách cá tính với những tông màu đậm lại là một lựa chọn hoàn hảo. Chào chị. Ôi chào em. Chị Thảo thân mến, chị có thể tư vấn cho khán giả xem truyền hình biết được là cái xu hướng trang điểm cô dâu năm nay thì thiên về cái phong cách thế nào không? Năm nay xu hướng trang điểm của các cô dâu ấy thì thường thường là mọi người thích kiểu nhẹ nhàng tự nhiên, thì là mình đánh theo kiểu là tông hồng tự nhiên, đuôi mình sẽ nhấn màu nâu nâu hoặc là màu nâu đen thì nó trông rất là tự nhiên. Kiểu trang điểm ấn tượng một chút thì là kiểu Hàn Quốc ấy, thì mình có thể làm tông kiểu tông khói này, tông màu hồng hồng đậm một chút, hoặc là mình tông nâu đi cùng với những cái kiểu mà trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên ấy, thì mình có thể là mình tết tóc nhẹ nhàng. Đa số là bây giờ các bạn nữ đều là thích là kiểu đơn giản, nhìn nó vẫn rất là sang trọng mà nhìn nó rất là đẹp. Có thể mình đeo một cái bờm rất là nhỏ xinh, nhìn nó rất là đơn giản, hoặc là mình đeo một chiếc vương liện nho nhỏ cũng làm cho các cô dâu của mình trở nên lộng lẫy hơn. Ngoài việc trang điểm hoàn hảo, sở hữu một mái tóc đẹp trong ngày cưới cũng là mơ ước của nhiều cô dâu. Tóc tết là kiểu được các nàng dâu ưa chuộng bởi vẻ đẹp kiêu sa và sự quyến rũ, gợi cảm mà nó mang lại. Kiểu tóc tết vấn phù hợp với những cô dâu thích một đám cưới trang trọng. Phần tóc được tết và vấn gọn đằng sau để lộ lưng và cổ cao là một lựa chọn thông minh nếu cô dâu có phần vai và lưng đẹp. Kiểu tóc boho buông xõa nhẹ nhàng là xu hướng mới xuất hiện trong năm nay. Kiểu tóc boho với những lọn tóc buông lơi tự nhiên hoặc tết theo kiểu thác nước sẽ mang đến cho các cô dâu vẻ đẹp ngọt ngào trong bất kỳ phong cách tiệc cưới nào. Nếu cô dâu không thích đeo khăn voan, có thể thử cài một số phụ kiện nhỏ nhắn làm điểm nhấn trên mái tóc như hoa cài tóc, lông vũ, vòng hoa. Những phụ kiện này đều phù hợp với các kiểu tóc búi hoặc buông xõa tự nhiên, nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, nhẹ nhàng, thanh lịch và nữ tính chính là xu hướng trang điểm và làm tóc cô dâu của mùa cưới 2014. Các bạn gái hoàn toàn có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới khi lựa chọn cho mình được một phong cách phù hợp. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một số mẫu trang điểm đẹp của mùa cưới 2014 nhé!